chính. Nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên khi được nghe âm thanh trầm bổng, ngân nga của bản hòa tấu được phát ra từ những nhạc cụ chế tác từ dừa. Cảm hứng từ cây dừa quê hương, hai nghệ nhân quê ở Bến Tre đã có ý tưởng và chế tác những cây đàn dân tộc bằng gỗ dừa. Đó là nghệ nhân Lê Thanh Liêm, tức là họa sĩ, nhạc sĩ Lê Dân, và nghệ nhân Võ Văn Bá, còn gọi là Ba Bá, nghệ nhân chế tác đàn nổi danh xứ dừa ở xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre. Với lòng nhiệt huyết và sự kiên trì, hai nghệ nhân Lê Thanh Liêm và Võ Văn Bá đã chế tạo thành công bộ nhạc cụ dân tộc từ gỗ dừa. Tại lễ hội dừa Bến Tre năm 2012, bộ nhạc cụ dân tộc gồm 10 chủng loại đàn với 27 sản phẩm làm từ gỗ dừa được xướng lên trong đêm khai mạc đã thu hút nhiều du khách gần xa. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2012, bộ nhạc cụ dân tộc do hai nghệ nhân chế tác đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là bộ nhạc cụ dân tộc được chế tác bằng chất liệu dừa đầu tiên của Việt Nam.